Thanh kẹp nhanh Total là một sản phẩm bán chạy nhất tại ThinkShare với lực kẹp lên tới 60 kg, thì thanh kẹp nhanh này sẽ giúp anh em cố định những cái dụng cụ khi mà làm việc khoan cắt rất là hiệu quả và an toàn. Hôm nay thì em sẽ test thử cho mọi người xem ha. Để em cố định cái cây sắt này và bắt vít thử cho mọi người xem nha. Để kẹp ấy thì anh em mình bấm thả xuống và chỉnh cái mức kẹp đó về đúng với cái đồ mình cần kẹp này. Xong mình mới bóp tăng đơ lên cho anh em. Tăng đơ lên như vậy thì đã là rất là chắc chắn rồi. Thì em ở đây em sẽ dùng hai thanh. Đó, mọi người đưa vô ok rồi nhá, mọi người mới phải tăng đơ thôi. Đó, thì khi mà đã kẹp thì nó vô cùng chắc chắn cho anh em mình khoan cắt cho nha mọi người. Đó, thì có một cái thanh kẹp như thế này anh em mình thoải mái mà làm mà không cần sợ nó rớt nha anh em. Khi mà có những cái công cụ hỗ trợ như thế này thì anh em mình thao tác làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và an toàn nhá. Cái gân sắt nó sẽ không có bị rớt hay là văng hay lệch khi mà anh em làm việc. Sản phẩm thì có 3 kích thước lựa chọn: 6 inch, 12 inch và 18 inch. Tất cả thì em có để trong giỏ hàng, mọi người bấm mua ngay nha.